Thưa quý vị và các bạn, trên mọi nẻo đường địa hình thì không thể thiếu được những chiếc bán tải. Xe bán tải có thể nói nó là một chiếc xe đa dụng, vẫn ngồi được 5 người mà lại vẫn chở được rất nhiều đồ. Ưu điểm của những chiếc xe bán tải, thứ nhất là giá thành rẻ, thứ hai là chở được đồ, thứ ba là tiết kiệm nhiên liệu. Vì phần lớn những chiếc xe bán tải đều sử dụng động cơ diesel, tức là máy dầu. Và một ưu điểm rất quan trọng nữa là xe bán tải rất dài và rất cứng, giúp chúng ta đi lại rất an toàn. Trên màn hình quý vị và các bạn đang xem, hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe bán tải Ford Ranger XLT 2.2 máy dầu. Sản xuất năm 2015, đăng ký năm 2016, đăng ký tên tư nhân, nhập khẩu từ Thái Lan. Xe đã lăn bánh được hơn 6 vạn km. Là bản full nên xe được trang bị động cơ diesel 2.2 lít, kết hợp với hộp số tay 6 cấp, hai cầu nên rất khỏe và rất tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với những ai hay chở nặng hoặc chạy những cung đường địa hình, đồi núi. Với option như la giang đúc, đèn pha bi xenon, gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương, tay lái trợ lực điện, nên lái rất nhẹ và được bọc da tích hợp các phím điều khiển, kiểm soát hành trình, ga tự động, cruise control, hạn chế tốc độ. Xe đã được lắp thêm nắp thùng, trải sàn, dán phim cách nhiệt. Chúng tôi cam kết chiếc xe nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ, máy móc nguyên bản. Quý vị và các bạn có thể check ở bất cứ ở đâu mà quý vị muốn. Chiếc xe này chúng tôi bán với giá 545 triệu đồng. Vẫn hỗ trợ trả góp vay tối đa lên đến 70% giá trị xe, với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục rất đơn giản. Chỉ từ 3 đến 5 ngày là quý vị đã được nhận xe. Nếu quý vị và các bạn đang có nhu cầu mua chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến cửa hàng chúng tôi để xem xe và lái thử. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phó Giám đốc Kinh doanh Nguyễn Trọng Tuấn, chúng tôi mua bán và nhận ship toàn quốc. Xin trân trọng cảm ơn. Mm-hmm.